Cảnh Điềm bất ngờ công khai người yêu mới giữa lúc bị tung ảnh riêng tư tống tiền chưa lắng xuống. Những ngày qua, Cảnh Điềm bỗng trở thành cô gái đáng thương nhất showbiz khi vướng ồn ào vì bạn trai cũ tung loạt ảnh nóng lên mạng xã hội nhằm mục đích tống tiền. Tuy nhiên, về phía Cảnh Điềm, cô vẫn bình tĩnh trước bão dư luận và tập trung cho sự nghiệp của mình. Mới đây, trên mạng đã đồng độ thông tin Cảnh Điềm nên duyên cùng với bạn trai Bạch Lộc Trương Lăng Hách trong dự án mới. Trong khi bộ cổ trang Vân Chi Vũ hợp tác cùng với Ngô Thư Hân chỉ vừa đóng máy không lâu, Trương Lăng Hách đã phủ nhận thêm một kịch bản phim mới mang tên Tứ Hải Trọng Minh, khiến cho cả cộng đồng mạng khá bất ngờ. Chỉ biết cảm tháng vì tài nguyên của thái tử E.T. quá tốt. Được biết, đoàn phim Tứ Hải Trọng Minh đã chính thức quan tuyên thông báo dàn diễn phim chính vào đầu tháng 4 vừa qua, và nữ chính sẽ nên duyên cùng với Trương Lăng Hách lần này chính là đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm. Cũng theo nguồn tin tiết lộ, Tứ Hải Trọng Minh sẽ làm buổi lễ khai máy vào tháng 5 tới. Trước thông tin Trương Lăng Hách sống đôi cùng với Cảnh Điềm trong phim mới, cư dân mạng đa phần có phản hồi khá tích cực, bởi dù xét về kỹ năng diễn xuất hay visual thì cặp đôi chị em này đều đáp ứng được. Chỉ có điều giữa hai người có sự chênh lệch nhất định về tuổi tác nên câu chuyện cấp bộ cảm vẫn cần theo dõi và cân nhắc thêm. Tứ Hải Trọng Minh là dự án trọng điểm có kinh phí đầu tư khủng do E.T. sản xuất, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đình đám trên diễn đàn Tấn Giang Ta Có Ba Người Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Phim được chấp bút bởi biên kịch Phương Khương Khương và đạo diễn Thành Tử Du cầm trịch. Đây cũng là những người đứng sau thành công của tác phẩm Đam Cải Lường Lẫy Một Thời Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn Trương Triết Hạng đóng chính. Thời gian này, Cảnh Điềm đang là cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý và đồng cảm từ công chúng vì có liên quan tới scandal nợ nần tra nam của bạn trai cũ Trương Kế Khoa. Tuy phía sau nữ tư đằng đã đâm đơn kiện nhưng mà những tai tiếng đó vẫn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp và tên tuổi của cô. Về phía tình cũ của Cảnh Điềm, theo trang Sohu, ngày 3-4 nhiều nhãn hàng và thương hiệu đã đồng loạt chấm dứt hợp đồng với Trương Kế Khoa. Những nhãn hàng bao gồm Monster Beauty, Selfguard, Nivea, Moss, Bedin, Norland, Sangi Materia Medica, FAW Toyota đều có hành động mạnh như loại bỏ quảng cáo đối với nam vận động viên khi dính ồn ào đời tư. Trả lời truyền thông, luật sư của Trương Kế Khoa cho biết vẫn đang thảo luận với các bên liên quan và chưa nêu thêm quan điểm gì vì vận động viên không muốn trên đỉnh cao của cơn bão. Theo Sina, danh sách top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, nhiều mục liên quan đến Trương Kế Khoa như nợ cờ bạc, video riêng tư của nữ diễn viên tống tiền. Nam vận động viên đã nhận nhiều quảng cáo bao gồm 16 nhãn hiệu. Theo thông tin từ những người trong ngành, phí quảng cáo của anh rơi vào khoảng 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm, gần 1,5 triệu đô la Mỹ. Cũng trong ngày, tờ Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc cho biết phía cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ sự việc ồn ào. Cảnh Điềm được cho là nạn nhân của bạn trai cũ Trương Kế Khoa. Cô bị bạn trai cũ xâm hại hình ảnh riêng tư và phát tán clip nóng để tống tiền. Sự việc được phơi bày khi phóng viên kinh tế Lý Vi Ngao tố cựu vận động viên bóng bàn thua nợ cờ bạc lên tới 700.000 đô la Mỹ, gần 13 tỷ đồng. Vì không xoay sở kịp, anh đã mang ba clip và một hình ảnh nóng của Cảnh Điềm gán cho chủ nợ. Do chủ nợ không tìm và liên lạc được với Trương Kế Khoa nên đã sử dụng hình ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm để tống tiền nam vận động viên, khiến cho bạn gái phải sống trong lo sợ và mất bình tĩnh tâm lý ảnh hưởng. Trương Kế Khoa phủ nhận mọi cáo buộc nợ nần cũng như phát tán clip nóng. Anh không dám trả lời thêm với phóng viên về sự việc. Được biết, Trương Kế Khoa là người yêu cũ của Cảnh Điềm. Anh từng đạt được nhiều danh hiệu cũng như huy chương vàng thế giới. Trương Kế Khoa được biết đến là người đào hoa và từng hẹn hò với nhiều nghệ sĩ nữ trong showbiz.